men cá rô mời. Wow wow. Trời ơi con cá rô. Chém gà chém gà chém gà. Giờ được chuẩn bị đi ra tiếng câu các bạn. Giờ cái này nước quay là nước chuẩn bị lên các bạn. Mình thử ra là nó nước nó nhiều ngập như thế này nè. Nó được đang xếp thùng đồ phía dưới. Đang lậu nước đi ra ngoài ngoài đầu cồn mấy câu. Mà nước tràn như thế này không biết tình hình cá mắm sao nha. Hôm ngày lâu quá được mới xuống. Hôm ngày mê cái chỗ công viên á. Câu quá trời luôn người. Đi ra không là lâu quá mới xuống đây lại. Ôi ơi con nước quá trời luôn. Rồi mình sẽ tranh thủ đi ra ngoài kia thôi nha mọi người. Không biết tình hình như thế nào nha. Mong mình sẽ lên cá nha các bạn. Cái đầu nước đi. Thì nhớ đợt mình cấm câu á. Nước này mà cấm câu là ngon lắm đó các bạn. Cấm câu là đã lắm luôn á. Bạn ơi, giới của mình là móc từ đít lên trên ha bạn. Ngắt chân bỏ ha, mình bóp đầu cho nó ra cái mùi. Rồi mình câu cho nó sẽ nhạy hơn ha bạn. Thường là mình câu như vậy. Còn mấy anh em mà thích câu như thế nào thì câu ha. Mình thì chia sẻ kêu mình biết câu vậy ha. Rồi, sẽ xuống mồi tiếp thôi. Chừng nó bá ấy á, nó bá cây á. Rồi đến được xuống mồi cho. Rồi, xin chào mọi người nha. Mình sẽ xuống mồi thôi. Nước lên gì cầu văn lứ hay sao các bạn. Cá năng lúc phao nha các bạn. Nẫu lên lợi rồi. Nẫu lên lúc phao nẫu lợi các bạn. Dính. Trời ơi. Wow mẹ. Rồi. Xảy cái gì rồi. Dính cây. Ôi còn. Rồi mở hàng con đầu tiên nha các bạn. Ra sàng đó có thủ kia được câu đằng đẳng. Rồi mở hàng có cái đô đầu tiên của mình. Wow mẹ. Rớt luôn. Đây con cá rô đầu tiên nha các bạn. Rồi bỏ thùng đi. Là canh cá tiếp nha các bạn. Hai càng càng bên đây của mình một càng. Nhiều đó rồi câu mất rồi. Rút ra lấy ra tiếp. Em đi đây được đây được gì chặt đây được gì lúc lúc nha các bạn. Trời ơi. Thôi. Đi phải chặt lắc. Giới. Năng lúc phao luôn các bạn. Đến bạn dính con cá thứ hai của mình nha. Ồ man cá chơi. Con cá thứ hai có được nha các bạn. Để được gỡ cho. Cá chơi đó buông ra để được gỡ cho. Con thứ hai nha các bạn. Nói rồi em cá chơi ghê. Rồi xa xa đó có thủ được rồi cũng trùng tên với mình đang đứng câu đẳng nha các bạn. Mà nước hiện tại quá trời cao rồi. Nước cao quá canh canh gần đó luôn ơi. Rồi câu hai gần mở hàng nãy con cá rô giờ tới con cá chơi nha các bạn. Quay cho anh em rồi xem. Trời ơi, giật nhẹ nhẹ thôi. Oh man. Đây canh cá tiếp nha các bạn. Mới dính con cá chơi. Đài nó đây.
chứ. Này. Hình câu ở đây cũng cái mương này bạn, nhưng mà người ta mới chặt mấy cái nhánh xài xuống là người ta ghép lại. Thử ra là cũng ấm lắm, cá cũng vô đây lắm, cũng im lắm. Ta xa tuốt mị đằng kia. Nó chạy xong cái luôn, các bạn nghe tiếng mấy cái ghe mà khai thác cát người ta nó kêu đó, hù hù các bạn. Ủa cá hàng càng bên đây. Lúc ôi ơi. Lúc ơi sảy ơi. Hết sức ổn các bạn ơi, nó bá lục bình nó sảy nè. Quá giả được rồi. Bạn ơi, lên hàng con cá thứ tư các bạn. Con cá chơi tiếp theo nha. Wow man. Sao nó không nghe, hay lùng ơi, quậy quá cưng. Để lên được câu. Rồi, con cá chơi tiếp theo các bạn. Nó ra, nó ra, nó ra ngạnh, để được gỡ không được đâu, ngạnh không đó. Mày múc mồi chưa được. Chưa, chưa, để im đó, để im nó đi, để được làm chứ. Rồi, con cá chơi tiếp theo các bạn. Wow, man. Rồi xong, man. Dỡ lên dính luôn. Để nó đi. Rồi, mình sẽ gỡ thôi, sẽ quay tiếp cho anh em xem tiếp ha. Đây nhả thôi. Càng bên đây nha các bạn. Dịp hai cái nhả. Các bạn, còn cái chì trắng tiếp theo của mình nha các bạn. Rồi mình sẽ gỡ thôi, sẽ quay tiếp cho mọi người xem tiếp nha. Đục cá nhét quá. Cá đang ăn nha các bạn. Cá đang ăn nha các bạn. Ô ô men cá gôm ơi. Wow wow. Ôi ôi con cá rô. Chém gà, chém gà, chém gà, chém gà nữa được bởi vì. Trời ơi. Thấy gì chưa? Thấy con cá rô khủng chưa? Lúc rồi. Ồ, để cho nó chậm. Rồi ơi, vô rồi. Vô rồi. Để được nha. Wow.
men cỡ nó là các bạn ơi. Wow, quá trời luôn các bạn. Thôi cỡ này nè. Tưởng đâu cá nhỏ, tưởng đâu cá chơi không à. Bây giờ đâu cá rô bị lớn cỡ này nè. Cỡ đi về con mới lớn cỡ đi cỡ hai con thôi là kho giáp chảo rồi các bạn. Wow man, mở nắp thùng ra. Rồi xong. Bù lợi dữ không? Sao tôi đây không thấy vậy? Không thấy nó bù. Thì nãy lụng không thấy con gì nó ăn lụng màu lụng. Đang canh cá tiếp tục nha các bạn. Ừ. Có ai coi đắng không bỏ đây rồi. Rồi câu cá bỏ đi chân à. Thấy mình câu ghiền quá là lết luôn đây ha. Ý nó thấy chưa gấp ngoài hồi ôn đang cảnh thấy ghê trời mày. Nhỏ quá mà đâu mà để được ấy chưa. Trời ơi con nó đang cảnh nè bạn, nước nhưng mà nó đang cảnh nè. Rồi sẽ gỡ thôi ha bạn, con tiếp theo ha, con thứ ba của mình nha mọi người. Rồi đang canh cá lại tiếng nha các bạn ơi. Mở xuống ngồi lại ha. Wow. Những cá gì mà đá luôn. Gì vậy? Mới lúc nổi lên luôn. Hết nổi gì vậy? Anh lúc nổi lên. Ơi rồi, bên đây nè nè. Cái ăn cụm này nữa nha các bạn. Nhả nó rồi, mới nhấp nhấp nè. Mới gị rõ ràng luôn á. Trễ rồi bạn ơi, lo canh cái bên kia. Đây bị trễ nhịp. Tiếng im ru không có gì nữa. Không lẽ lậu đụng dây. Trời ơi. Các bạn giờ đây có mấy cần thủ đang câu đây nữa nha các bạn. Quay cho mọi người xem. Con kia nó không lên cây xài không ngầu luôn rồi. Ủa là nó ụt ngớp đó. Bình nó già nó chết luôn vậy, ghê thiệt chứ.
Thôi mình nói về hai cần của mình thôi các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, lúc pháo ơi. Đó, nổ phao. Trời ơi, mới nhấp nổ phao luôn các bạn ơi. Trời ơi, con gì vậy? Chơi nổ phao và luôn lên tao, vậy không dính nữa các bạn. Không biết là cá gì giống nước thường như là giống cá cái rô phi hay cái gì kỳ ta. Chơi nhấp nổ phao luôn mà giật giật lắc. Đó, nữa. Đó, nữa nữa chứ này nó lâu trời ơi sấy quá dở các bạn ơi. À, xin chào mọi các bạn, giờ cũng trễ rồi ha, giờ mình cũng xin nghỉ video tại đây nha các bạn. Cũng về còn đi làm nữa. Xin chào mọi người nha, thành quả của mình nuôi câu hôm nay cũng được khá khá nha các bạn. Đó, khá nước rộng nó về quá đầy đủ nha các bạn. Cá dê cá rô có được con cá rô quá bự luôn. Rồi mình sẽ chắc nước ra quay cho mọi người xem mấy cá rô này coi cho nào. Con cá rô bự đó, thành quả của mình dính được một cái đồ. Ui dạ. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Quá trời to luôn nha các bạn. Rồi, sẽ tranh thủ về thôi. Xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ được ha.